còn nếu như mà nó không có xuất hiện được dưới dạng tinh thể mà mình cô cái việc bay hơi hết cái môi rồi nó là dạng cắn á, tủ lại thôi thì thường nó sẽ dơ. Còn kết tinh thì nó sẽ sạch hơn. Có mình nó kết tinh hoặc là một hai chất gì giống cái tính chất với nhau nó kết tinh thì nó sẽ tách biệt với những cái chất còn lại. Cho nên là khi mà nghiên cứu giải pháp thực vật á, tức là người ta chiết xuất và lấy riêng từng chất ra mà thấy chất nào mà nó có khả năng kết tinh thì người ta mừng lắm. Tại vì người ta chỉ cần tạo điều kiện cho nó phù hợp để nó kết tinh được và người ta lấy riêng nó ra được. Rồi, đa số là không màu và có vị đắng. Đa số không màu có vị đắng trừ một số trường hợp. Đó thì lại tôi có nói với anh chị đó, flavonoid đây là cái nhóm chất mà thường hay có màu. Màu của nó là thường là màu vàng. Có một số trường hợp thì nó có thể là màu hơi đỏ cam gì đó, nhưng mà đa số là vàng nhạt cho tới vàng đậm. Rồi có một số trường hợp đặc biệt thì có thể màu nó thay đổi tùy theo pH gì đó. Anthraglycosid hoặc có khi các chị thấy người ta dùng cái từ là anthraquinone thì cũng là nó, thì nó có màu. Nãy tôi có ví dụ với anh chị rễ nhau đó, nó màu vàng cam hoặc là hơi đỏ ha. Rồi và đặc biệt là anh tra mà thuộc cái nhóm dùng để làm phẩm nhuộm. Các chị hồi là mình học thực vật, các chị nhớ mình nhuộm được yếu đỏ cắt mi không? Thì cái đỏ cắt mi đó, đó là cái phẩm nhuộm thuộc cái nhóm anh tra ha. Rồi cái glycerin có đâu các chị biết không? Tham thảo phải không? Nha, glycerin đây là một cái saponin có trong tham thảo và làm cho cam thảo nó có vị ngọt. Đa số glycosid thì có vị đắng ha, nhưng mà có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như glycosid nó có vị ngọt và nó càng ngọt hơn nữa. Nó tùy vô cái dạng muối của nó ha, nó có thể tạo thành là dạng muối với kali, natri, canxi hay là amoni gì đó. Thì thường cái cam thảo á, cái cách chế cổ điển của mình, ông bà mình hay dùng á, đó là tẩm, tẩm gì? Tẩm nước tiểu làm tiện ha. Thì thực ra là chuyển cái dạng muối glycyrrhizin thành muối glycyrrhizin, đưa về cái glycyrrhizin này về dạng muối glycyrrhizat mà muối gì? Muối amoni, đúng không ha? Và vị ngọt nó tăng lên. Ngọt tôi nhớ là gấp 40 lần đường saccharo ha. Ngọt không? Ngậm cam thảo thấy ngọt không? Bây giờ ta tẩm đó ha. Rồi ly nước chỉ cần cho một cái lát cam thảo mỏng vô thôi ha, là cảm nhận được cái vị ngọt rồi đúng không? Uống kiềm không có cái gì. Rồi về độ bền thì hồi nãy có nói tới một chút xíu về cái thủy phân đó anh chị. Thì nếu mà so sánh giữa các loại glycosid thì cái O glycosid nó sẽ dễ thủy phân hơn so với C glycosid hồi nãy có nhắc tới rồi nha. Thì vậy ngoài cái tác nhân thủy phân hồi nãy có nhắc tới, cái tác nhân thủy phân là gì? Acid đúng không? HCl hoặc là acid sulfuric rồi nhiệt độ nữa. Thì ngoài cái tác nhân thủy phân đó thì bản thân trong từng cây nó cũng sẽ có những cái enzyme, những cái men, và glycosid có thể bị thủy phân bởi các enzyme có sẵn trong cây hoặc là mình có thể bỏ enzyme vô để thủy phân nó nha. Thì đây con muốn nói tới một chút là cái chữ artefact ghi là cái chỗ này là chữ E hay chữ A gì đều được hết. Artefact là artefact gì đó. Thì đây người ta muốn nói đây là những cái chất giả, tức là bản thân trong cây nó không có sẵn nha. Nhưng mà do trong quá trình thu hái bảo quản của mình, sau đó ví dụ như các chị cắt cái cây về và các chị không kịp làm khô mà các chị chất đóng đó, nó vẫn còn có rất là nhiều nước ở trong đó, vẫn có enzyme trong đó mà vẫn chất đóng như vậy, thì khi chất đóng thì nó sẽ làm tăng nhiệt độ lên nha, và khi tăng nhiệt độ lên nó làm cho những cái enzyme trong cây nó phù hợp điều kiện nó sẽ hoạt động, và khi nó hoạt động nó sẽ làm thủy phân một số chất ha. Thì glycosid rất là dễ bị thủy phân bởi enzyme, thì khi mà nó thủy phân thì nó sẽ tạo thành cái sản phẩm mới. Cái sản phẩm nó ban đầu trong cây không có nhưng mà nó sinh ra trong quá trình bảo quản, thì cái chất đó người ta kêu là artefact nha. Vậy thì glycosid có thể bị tạo thành cái artefact do sự hoạt động của enzyme. Cho nên là nếu như mà mình không muốn có xuất hiện của những cái artefact này thì mình phải bảo quản cái hiện tượng, sau đó mình phải xử lý. Sau đó thì bài đầu tiên là cô có dạy cho các anh chị phải không, mình có thể ổn định dược liệu, ổn định enzyme bằng cách là sấy dược liệu chẳng hạn ha, hoặc là
dùng cái hơi hơi cồn hay là hơi nước thì ra dùng điện ẩm. Điện ẩm đó có nghĩa là từ cồn hoặc là từ nước, hoặc là dùng cái hơi nóng ở cái nhiệt độ cao để đẩy qua cái dược liệu. Thì lúc đó thì cái enzyme ở cái nhiệt độ cao thì nó sẽ bị hủy, nó sẽ bị mất hoạt. Hoặc là có khi mình sẽ hạ nhiệt độ xuống, tức là mình trữ dược liệu của mình ở trong tủ lạnh đó hạn. Nhưng mà lúc đó mình chỉ coi như là mình chỉ làm cho cái enzyme nó nằm yên thôi. Còn nếu như mà mình lấy ra và có gặp cái điều kiện nhiệt độ thích hợp thì cái enzyme nó cũng sẽ hoạt động trở lại. Cho nên là lưu ý cái phần đó. Rồi những cái các glycosid nó có thể bị chuyển phân để tạo thành sản phẩm thứ phát hoặc đầu trong. Và đầu trong đây nó không có, thì sau đó người ta gọi là ác thứ phát. Nhưng mà không phải ác thứ phát lúc nào cũng xấu nha các chị. Tại vì có một số chất thì người ta thấy rằng là có hẳn ở trong cây, không có hoạt tính hoặc là hoạt tính nó thấp. Nhưng mà khi bị thủy phân, khi bị chuyển dạng gì đó tạo thành các ác thứ phát thì cái ác thứ phát nó lại hoạt tính cao hơn hoặc là có hoạt tính. Từ chất không có hoạt tính thành ra có hoạt tính. Đây, tôi muốn nhắc tới thêm một cái chữ nữa là cái chữ genuin. Hồi nãy của mình á, alicol hay còn gọi là genuin, đúng không? Nha. Rồi còn cái từ mà tôi muốn nhắc tới với các anh chị là không phải renin ha. Không, mình không có học thận học gì đây hết nha các anh chị. Rồi và cái chữ genuin nha, genuin nha. Genuin thì đây nó có nghĩa là nguyên thủy đó nha. Nó khác với cái chữ artifact hồi nãy của mình nha. Thì có khi các chị gặp là người ta dùng là glycosid mà dạng genuin, tức là có sẵn ở trong cây ngay ban đầu, nguyên thủy có trong cây, nó khác với các cái tắc. Rồi thì cái này là một cái ví dụ panaxicen. Đây là cái gì các chị? Nhân sâm. Thì trong nhân sâm trước đây khi mà người ta nghiên cứu về cái củ nhân sâm thì đây là cái củ mà có giá trị rất là cao phải không, do những thành phần chủ yếu là sâm ở trong đó. Vậy thì các xanthin ở trong cái nhân sâm trước đây khi mà người ta tìm hiểu về cấu trúc của nó đó, thì người ta thấy rằng là cái phần alicol của nó, phần alicol của các xanthin trong củ nhân sâm đó, thì người ta thấy rằng là nó là cái dạng là panaxadion hoặc là panaxatrion nha. Rồi nhưng mà sau đó thì nghiên cứu kỹ hơn thì người ta phát hiện rằng là cái này là sinh ra do trong quá trình chế biến bảo quản bản thân nhân sâm ban đầu, cây nhân sâm ban đầu không có cái này, mà cái phần mà alicol đúc của nó đó là protopanaxadion. Thì cái mạch nhánh của nó là mạch thẳng, mạch hở, nhưng mà khi mà bảo quản chế cái gì đó thì nó bị đóng vòm lại. Thì trước người ta cứ nghĩ rằng là cái phần alicol đó là panaxadion hoặc là trion hai hoặc là ba nhánh OH, nhưng mà sau đó thì người ta nhận thấy là mạch nhánh nó hở, cho nên là người ta có cái tên gọi mới cho cái này nè, đó là protopanaxadion. Thì này là cho thấy đây là genuin nè, genuin nè, còn đây là artifact. Thì khi mà chế biến thành hồng sâm, bạch sâm thì đó thì nó bị đã thay đổi cái cấu trúc một chút ha. Rồi về cái tính chất thứ kế tiếp trong cái tính chất vật lý đó là nói về độ phân cực. Rồi các chị có nghe nói tới độ phân cực chưa? Rồi thì cái độ phân cực này nó sẽ liên quan tới độ tan nha, liên quan tới độ tan. Thì những cái chất mà nó tương tự nhau thì nó sẽ tan vô chung với nhau, và chủ yếu là nó liên quan tới độ phân cực. Những cái chất mà có độ phân cực gần nhau thì nó sẽ tan vô chung với nhau. Rồi các chị nhớ là mình có sử dụng một cái dụng cụ là bình ánh gạn, đúng không nha? Mình các chị có từng dùng chưa? Rồi đúng không, các chị cho nước với lại các chị cho dầu lửa đi, các chị cho vô chung với nhau thì hai cái đó nó có trộn chung được với nhau không? Không, mà nó sẽ có hiện tượng tách lớp nha. Thì tại sao có hiện tượng tách lớp này? Do hai cái này người ta kêu là hai cái dung môi nha. Hai dung môi này nó có tính chất khác nhau, hay nó có chất là nó có độ phân cực khác nhau. Tôi không biết cái nào là phân cực mạnh, luôn không biết cái nào là phân cực yếu, nhưng mà hai này độ phân cực nó khác, chắc chắn là sẽ có một cái mạnh một cái yếu, cho nên nó không có hòa lẫn
thầy chỉ thị đây là về cái độ phân tử các thì mình có lipoxit là gồm có đường đối với alicol. Thì thường nếu như mà chỉ có alicol thôi, tức là nó bị thủy phân hay gì đó mà nó cắt đứt cái phần đường đi, thì cái phần alicol đó thường là nó thân dầu, tức là nó kém phân cực nha. Và khi được gắn thêm đường vô, bây giờ các chị nhớ cái càng nhiều nhóm OH thì càng phân cực, nhớ cái đó đi nha. Vậy thì đường á có nhóm OH không? Có ha. Càng nhiều nhóm OH thì càng phân cực. Vậy thì alicol nó là kém phân cực, nhưng mà khi nó được gắn thêm đường vô thì nó sẽ đổi tính chất là từ kém phân cực thành ra phân cực. Ha, mà nếu như cái mặt đường của mình mà nó càng nhiều cái đường thì sao? Nó càng phân cực, càng nhiều mặt đường và mặt đường càng nhiều đường thì lại càng phân cực. Cho nên nếu cùng là dạng lipoxit hết, nhưng mà một cái thì chỉ có một đường thôi, với một cái nó tới 3-4 đường thì cái nào nó phân cực hơn? 3-4 đường nha. Rồi giữa dạng alicol với dạng lipoxit thì cái nào sẽ phân cực hơn? Nhớ ha các anh chị. Rồi vậy thì các lipoxit tức là có gắn đường vô, vậy thì nó sẽ có độ phân cực mạnh nha, mạnh tới rất mạnh, tức là nếu gắn thêm đường vô nữa thì lại càng mạnh nữa ha. Và nó sẽ ngược với lại các alicol ha, lớn hơn rất là nhiều, một dấu lớn không chịu, phải thêm dấu lớn để cho thấy ha, là lớn hơn, mạnh hơn rất là nhiều các alicol tương ứng. Ví dụ như lutein hồi nãy nó có cái khung alicol cộng với hai cái đường là đường glucose với đường ramo. Bây giờ là nếu như cắt đứt cái mặt đường đi, nó chỉ còn phần alicol thôi. Thì đó là alicol tương ứng của lutein nha. Rồi vậy thì lipoxit nó sẽ có độ phân cực mạnh hơn rất nhiều so với alicol. Các chị nhớ cái đó. Mà nếu mà độ phân cực mà mạnh thì sẽ tan trong dung môi phân cực mạnh yếu. Mạnh sẽ tan trong dung môi có độ phân cực mạnh. Giống nhau thì sẽ tan vô chung với nhau. Rồi nước với dầu thì cái nào phân cực hơn? Nước nha. Rồi thì trong dược liệu các anh chị sẽ dùng một số dung môi gặp đi gặp lại nhiều lắm, thì phân cực nhất là nước nha các anh chị. Phân cực nhất là nước nè. Rồi sau đó tới các dung môi hữu cơ nha, thì bình thường hay dùng. Ủa cái này cô Quỳnh có nói với các anh chị chưa? Để tôi hỏi một câu. Rồi acetone nha. Rồi tiếp theo tới ethyl acetate, tự ghi nha. Ethyl acetate mọi người hãy ghi tắt là EA hoặc là có khi như thế thì ghi vậy nè. Ethyl acetate cũng là nó. Rồi một số dung môi các chị có thể dùng nữa, chloroform ha. Chloroform biết được không? Các chị hay đọc là chloroform đó ha. Hay là có khi viết là CHCl3. CHCl3 cũng là chloroform. Mà có khi không thích cái tên này, có người ghi là gì? Trichlorometan. Hay gặp các chị tới các chị thực hành á, trong giáo trình ta kêu là lấy 10ml chloroform vô trong bình ống nghẹn, xong rồi cỡ nửa tiếng sau chạy vô cô ơi em kiếm hoài không được chloroform. Rồi xong ra cái bộ môn thấy nguyên một giọt chai trichlorometan xếp hàng. Không chịu cái đó là coi còn. Đó là cái tên khác của nó thôi nha các anh chị. Rồi một cái dung môi cũng tương tự như vậy, nhiều khi mình viết tắt là gì đây các chị? Đi, cái này là tri nha, đi chlorometan CH2CL2 nha. Hai cái này thì nó cũng gần giống như nhau, cái mùi nó cũng giống như nhau ha. Độ độc nó thì thằng này độc hơn, nhiều clo hơn, độc hơn, cái này ít độc hơn. Có khi nếu mà được thì người ta dùng cái này thay vì dùng cái này, dùng chlorometan thay thế cho chloroform. Rồi benzen, benzen. Rồi một số dung môi khác nữa, ví dụ như là ethylic ha. Nếu nói ete không có nghĩa là ete acylic đó, các chị biết được không vậy? Ete acylic nha. Rồi có khi ta ghi cái chữ ete acylic này mà người ta ghi là di ethyl ete. Rồi cái chai hóa chất người ta ghi vậy nè, trong giáo trình thì ghi vậy nè.